Có ý kiến về cái vụ mà nghe cái thông tin là luật sư bỏ mà cái vụ mà sao kê á, cộng đồng mạng cũng đang rất là quan tâm, thì nay cũng có chia sẻ với mấy em về cái câu chuyện mà sao kê, cũng như là những YouTuber cũng lên là tiếng trong cái vấn đề này á. Dạ, yeah. Anh Minh mình chia sẻ nè. Thì bây giờ anh nói rồi, bây giờ anh cũng gửi lời trên cộng đồng mạng. Thì vừa qua thì anh thấy là lùm xùm cái vụ ồn ào, cái vụ mà cộng đồng mạng quay lưng với Hồng Loan, là nói là Hồng Loan không có bỏ qua cái vụ sao kê. Thì cũng xin nói với cộng đồng mạng để cộng đồng mạng yên tâm, đừng có nghe theo những cái mà những cái tin đồn dẫn dắt dư luận đó. Thì nói chung nói thẳng ra luôn thì cũng gửi lời cho cái bộ ba Tam Sơn đó. Thì nói chung ra mình là cái người ngoài cuộc, mình cũng đã đi theo cái câu chuyện này, cũng đã gần tới cái đoạn đường cuối rồi trong cái câu chuyện mà của Hồng Loan đó. Sau đám giỗ chú Năm thì ồn ào cái vụ sao kê, mà Hồng Loan á đâu có bỏ qua cái vụ sao kê đâu đó. Người ta có cái nói cái câu như thế này, không có mợ thì chợ vẫn đông. Thật ra đó, chúng ta cũng như là mấy anh em YouTuber cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi, sao mà mình biết được nội tình ở phía bên trong như thế nào, người ta làm gì, đúng không ạ? Đó, rồi bắt đầu mình dẫn dắt dư luận đi theo một cái chiều hướng tiêu cực, để cho mọi người thấy là cộng đồng mạng quay lưng với Hồng Loan, thậm chí là có những cái tin nhắn phải nói rằng khiến cho Hồng Loan là coi như là cũng là rất là rối rắm luôn. Tại vì mọi người biết á, khi mà chúng ta ủng hộ Hồng Loan là ủng hộ về cái mặt tinh thần, còn nói về cái vấn đề mà bộ ba Tam Sơn, thật sự bây giờ nói thẳng, bây giờ không có mợ chợ vẫn đông, bây giờ cứ đưa cái quan điểm mình, nâng quan điểm mình lên á, rồi bắt đầu chù dập bên phía bên luật sư Ngọc, trong khi mình cũng là ngoài cuộc, mình làm YouTuber, cái đồng tiền nó cũng chảy về túi mình. Mình đã giúp được cái gì cho Hồng Loan chưa? Ở đây tôi nói về khách quan, tôi không có mà nâng cái quan điểm của tôi lên, cũng như là hạ người này xuống để đưa mình lên, cái kiểu vậy đó. Tôi thấy rằng là phía bên họ cũng là từ đầu tới cuối theo suốt cái câu chuyện này cũng là 6-7 tháng rồi, đúng không? Cũng là gần tới đoạn đường cuối rồi. Bây giờ họ là coi như là đi theo cái hướng là hạ người này xuống đó, rồi đưa người kia lên. Bây giờ nói thật sự nè, mình nhìn vào cái cục diện bây giờ đi, thấy là bên bộ ba Tam Sơn lúc nào tôi thấy là lúc nào cũng đưa luật sư kia lên. Nhưng mà bây giờ đó, trong cái câu chuyện này đó, họ đã giúp được cái gì cho Hồng Loan đó, với cái vấn đề của cái bà kia đó đó, thì bây giờ bà vẫn lên mạng bình thường, có cái gì đâu. Còn cái vấn đề ở đây, Hồng Loan không có nói là bỏ qua cái vấn đề sao kê, nhưng mà vẫn qua, chẳng qua là cái tình hình hiện tại bây giờ, chúng ta nhìn vào cái tình hình hiện tại bây giờ, cái câu chuyện của Hồng Loan nó chưa ngã ngủ cái vấn đề mà phía bên kia. Mọi người thấy là phía bên kia họ đang là yêu cầu về cái vấn đề mà hủy giấy tờ tước cái quyền thừa kế của Hồng Loan đó đó, thì tòa đã thụ lý rồi. Bây giờ chỉ là mình đang là coi như là cái vấn đề cái cửa này chưa mở được, mà sao mà thực hiện những cái kia, đúng mà, có phải là tạo áp lực cho Hồng Loan hay không, hay là mình tự xưng mình lên tiếng mình nói là mình ủng hộ Hồng Loan trong cái câu chuyện này. Cho mình làm được cái gì, mình đã giúp được cái gì chưa? Mình chưa giúp được cái gì hết, mà bắt đầu là lúc nào cũng lên nâng cái quan điểm mình lên là tôi là coi như là không có theo ý của tôi, phải là ký vào cái giấy. Ủa, làm cái gì phải ký theo cái giấy? Tôi thật sự luôn, cái chuyện mà luật sư nói dừng lại, tôi thật sự bây giờ nó đâu phải là có một mình luật sư đó đâu, thiếu gì luật sư, đúng không? Không có mợ thì chợ vẫn đông. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái vấn đề sao kê nó đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu, đâu phải là một cái chuyện mà dễ dàng đâu. Nó cần phải có một cái thời gian, và nó cần phải có một cái là cái sự chính xác. Đừng có nghe theo mà cái những cái lời dẫn dắt của họ, họ đưa lên đó để làm cái gì. Tôi nói thật sự tôi cũng nghe thấy là có cái mùi đó. Tôi thấy là bây giờ là coi như là phía bên những người mà ủng hộ Hồng Loan đó, rồi bắt đầu là có những cái vấn đề là bên bộ ba Tam Sơn là bắt đầu công kích, thậm chí là các anh em YouTuber mà quay tại nhà luôn, họ cũng lên họ nâng cái quan điểm, họ nói là các anh em là lợi dụng này kia đồ đó, nói chung là chù dập mấy anh em á. Tôi thấy vấn đề này tôi thấy cũng khá là bức xúc trong cái vấn đề này.
Dạ, thì cũng có Bây giờ nhiều. em Dạ. Anh nói. cứ nghĩ đi, bây giờ cái vấn đề sao kê á, em cứ nghĩ đi, đâu lực cũng đã chia sẻ, mà Hồng Loan cũng đã chia sẻ từ trước rồi, không có bỏ qua cái vấn đề này. Nhưng mà mình phải hiểu nè, cái vấn đề sao kê á là Hồng Loan cũng nói rất là rõ từ mấy tháng trước rồi đó. Cái con số thì nó cũng đã có đó, nhớ là con số rất chênh lệch, nhưng mà cần phải xác minh coi nó có chính xác hay không, đúng không? Chứ đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Bây giờ mình nói nọ cái đơn giản là những người mà người ta đi phúng điếu rồi, có chắc 100% là những cái thông tin người ta điền vô cái form là chắc hay không, đúng không ạ? Cần phải có thời gian. Trên trang cá nhân của anh luật sư Kha, đó là anh Kha Nguyễn Thanh, anh cũng đã viết một cái dòng trạng thái như này: anh luật sư Kha đã quyết định không tham gia vụ sao kê từ 20 giờ ngày mùng 1 tháng 3 2024 rồi à, chính thức báo các khán giả đó. Thì đây là cái phát ngôn chính thức của anh luật sư Kha. Thì em cũng có nghe nhiều ý kiến tranh cãi là về câu chuyện mà gọi như là cái sự gato đó anh, tại vì trong cái câu chuyện này thì các luật sư mà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Hồng Loan là có hai luật sư, thứ nhất đó là luật sư Tiết Ngọc và thứ hai là bên luật sư Kha. Và nghe đâu đó là có nhiều ý kiến người ta nói là có sự gato, tức là chị Loan và chị Ni là vẫn có sự ưu ái hơn so với chị luật sư Tiết Ngọc, so với luật sư Kha. Và đây có phải là nguyên nhân và lý do luật sư Kha rút lui không anh? Thì theo anh chia sẻ như Em nào? thấy nè, bây giờ em cứ để ý rồi. Mọi chuyện là đều từ xuất phát từ bộ ba tâm sơn. Luật sư này xuất phát từ đâu? Cũng là bộ ba tâm sơn này đưa lên, đúng không ạ? Chứ Hồng Loan đâu có kêu gọi đâu em. Em nên nhớ kỹ, Hồng Loan không có kêu gọi, đúng không? Về cái vấn đề mà tôi nói thật sự bây giờ á, Hồng Loan đã trong cái tình thế như thế này, chúng ta theo dõi câu chuyện từ đầu tới cuối, đúng không ạ? Thì chúng ta ủng hộ đó. Mà trong cái thời điểm mà gọi là Hồng Loan đang rất là nhiều cái áp lực từ cái năm trước cho tới thời điểm này, đúng không? Tự nhiên họ đưa lên rồi bắt đầu bây giờ họ nói là tôi sẽ dừng lại cái này cái kia. Mà em biết là những người trong cuộc người ta hiểu rất là rõ cái câu chuyện, em hiểu không? Mình là đứng ở bên ngoài đó, thật sự mình chỉ ủng hộ tinh thần thôi. Ngay cả các anh em YouTuber, đúng không ạ? Mấy anh em YouTuber á cũng là chia sẻ để ủng hộ tinh thần thôi. Còn nếu mà nói về những người mà đang giúp cho Hồng Loan là những người mà người ta trong cuộc người ta hiểu rất là rõ, mà mình ở người ngoài sao mình hiểu hết được cái vấn đề. Mà khi mà họ bắt đầu họ đưa cái luật sư này lên, tôi không có phải là tôi nói luật sư này thế này thế nọ, nhưng ở đây mình thấy rất là rõ, họ đưa lên, thấy lúc nào họ không đưa lên, xong bây giờ họ dừng lại thì dừng lại cái chuyện của họ, không có mở chợ Vắng Đông, đâu phải có mình luật sư ở đâu đó. Thậm chí là coi như là có rất là nhiều luật sư, rất là nhiều luật sư là mình có thể là mình thuê những cái luật sư đó. Có chuyện mà họ tự đưa lên rồi bây giờ họ cũng tự rút lui là cái chuyện của họ thôi đó, đúng không? Ví dụ như là tôi nói thật sự khách quan nè, em cứ nhìn thấy những cái kênh YouTube đó, tại sao lý do họ nói câu chuyện từ đầu tới cuối, mọi người thấy không? Suốt 7 8 tháng trời thì họ cũng là YouTube thôi, đúng không? Họ cũng là YouTube như ai thôi, họ cũng chia sẻ câu chuyện ủng hộ Hồng Loan thì khán giả người ta coi, và cái tiền đó thì họ chảy về túi của họ chứ bây giờ họ giúp được cái gì? Có chuyện mà họ rút lui hay là như thế nào đó, chẳng qua đó là cái cớ thôi, đúng không? Đó là chẳng qua là cái cớ thôi, nói thẳng cho cộng đồng mạng người ta hiểu. Còn cái chuyện người ta không hiểu, nói chung ra cũng có lượng khán giả bên những cái kênh đó. Nhưng mà bây giờ mình đặt ra cái vấn đề đó, họ giúp được cái gì? Họ nói là nói toàn là cái miệng không à. Đó, em thấy rõ ràng không? Họ cũng là trù dập luật sư Ngọc một thời gian từ năm ngoái luôn. Mà luật sư Ngọc luật sư người ta làm việc đâu phải lúc nào người ta cũng lên trên mạng, người ta online đâu em, đúng không? Có cái gì đó thì quan trọng người ta mới chia sẻ chung chung thôi. Chứ mình làm được cái gì đâu, nó thật sự mình làm gì đâu, chút xíu ở chút cái ngày này cái lên cũng đề cao lên, đúng không? Mỗi ngày mỗi đưa lên mà mọi người thấy là có luật sư nào mà lên mạng suốt vậy không? Người ta chừng nào mà có cái gì đó quan trọng người ta mới lên thôi. Cho nên là mình phải cân nhắc lại. Còn cái chuyện mà họ dừng lại hay họ ra đi, nó chẳng ảnh hưởng gì tới Hồng Loan hết đó. Đó là nó thật sự luôn, không ảnh hưởng và cũng không có liên quan hết. Tại cái vấn đề quan trọng ở đây á, trong cái câu chuyện này, chính những người trong cuộc hiện tại bây giờ nè, Hồng Loan cùng với đoàn luật sư Tuyết Ngọc đó, thì mọi người nên hết sức là tin tưởng.
Tại vì họ là câu chuyện này, họ là người trong cuộc, đúng không? Luật sư Thiết Ngọc là coi như là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan trong cái vấn đề mà tài sản. Cái vấn đề tài sản này nó rất là quan trọng em, đó là số 1 đó. Khi mà mình vượt qua số 1 này mình mới là đi tới số 2. À, anh nói đơn giản với em vậy thôi. Yeah. Giống như bây giờ mình muốn vô cái nhà của mình đi, là trước tiên á mình phải mở cái cửa anh mới vô được, đúng không? Rồi bắt đầu mình mở thêm cánh cửa nữa, chứ đâu phải tự nhiên cái đùng ngang xương cái bây giờ cứ lên cứ dẫn dắt cộng đồng mạng sao kê sao kê. Mà Hồng Loan đâu có nói là cái vấn đề là sao kê là bỏ đâu. Dạ. Đúng không em? Đúng rồi. Cho nên là họ muốn kiếm họ làm màu em. Anh nói thật sự luôn, anh khẳng định là họ đang làm màu. Dạ. Cho nên là cộng đồng mạng cũng khuyên cộng đồng mạng là nên hết sức bình tĩnh. Và anh thấy là cũng có cái vấn đề giống như tâm linh nè. Em thấy gần phút cuối á. Yeah. Em thấy là có những người là coi như là cũng ra đi, em thấy không? Dạ. Yeah. Đó, cho nên là giống như là ông Năm ổng khiến nha mọi. Ông Năm ổng khiến, xui khiến vậy đó. Khai khẩu đúng không? Đúng rồi, cho nên là những người nào mà thật sự á là họ sẽ ở lại. Đó, cái cốt lõi đó là vấn đề chỗ đó, cho nên là cộng đồng mạng đừng có quan tâm, họ cũng đi làm YouTube như ai thôi. Cái đồng tiền họ cũng chảy vô túi của họ. Tôi thấy là thậm chí là họ có tới 4-5 kênh á, những cái live stream của Hồng Loan là họ cũng lấy lên họ like các kiểu đó. Tôi thấy họ là cũng là cũng là nhiệt tình trong cái vấn đề mà đăng tải video clip á. Yeah. Em có thấy điều đó không? Mấy cái live stream của Hồng Loan đó, mọi người thấy là live stream của chị Ni rồi live stream của Hồng Loan đều lấy lên đăng để mà kiếm tiền trên cái clip live stream của Hồng Loan và Ni. Thậm chí là còn nhiều người khác nữa. Đó. Yeah. Và họ đâu phải là một kênh đâu em, họ có tới 3 kênh, thậm chí là có người là mấy kênh luôn đó. Yeah. Cho nên đó là coi như họ cũng làm YouTube và cái đồng tiền đó cũng chảy vào túi của họ thôi. Và tới thời điểm này họ chẳng qua là họ làm màu thôi em à. Chứ họ chẳng có giúp được cái gì hết á. Chỉ nói bằng cái miệng thôi. Cho yeah. nên là mọi người nên bình tĩnh. Bây giờ cái cốt lõi vấn đề đây á, là những người trong cuộc nè. Thành Mỹ bùm bùm nè, Anh Phương nè. Đó là những người cốt lõi như là luật sư Thiết Ngọc đó. Còn chúng ta là chỉ ủng hộ tinh thần thôi. À, nói thật sự là vậy, chứ bây giờ họ giúp được cái gì mà họ phải bắt phải theo ý của họ. Đúng rồi anh. Dạ. Đó là họ đang dẫn dắt cộng đồng mạng đi theo cái chiều hướng sai lệch, không có đúng. À, đó là tôi khẳng định cái điều đó luôn. Cái cánh cửa chưa mở, cái cánh cửa kia chưa mở được. Cái vấn đề mà tòa đang thụ lý, cái vấn đề mà yêu cầu phía bên kia đó, tòa đang thụ lý giải quyết cái vấn đề đó, chưa xong cái vấn đề đó, làm gì mà có cái chuyện vấn đề kia. Đúng không? Phải từng bước, em phải gỡ từng bước một chứ. Dạ. Yeah. Đó là anh cũng muốn góp ý trên cộng đồng mạng, mong là mọi người bình tĩnh. Mình chia sẻ những thông tin, cái chiều hướng tích cực. À, mình không biết gì, mình đứng ở ngoài mình nghe thôi. À, chứ đừng có phán như đúng rồi, mấy cha mấy mẹ phán lên phán như đúng rồi. Dạ, yeah, cảm ơn ý kiến của anh Minh Nguyễn rất là nhiều ha. Mình có những cái chia sẻ rất là khách quan để cho khán giả ta hiểu thêm về câu chuyện của luật sư Khan ha. Rồi, cũng cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, cảm ơn anh Minh nha, chào anh. Rồi.